Toàn thể các anh chị có gì chú bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc của phiên tối ngày hôm nay của em nhé. Phiên tối nay em sẽ lên đơn cho các anh chị mặt hàng bao chuẩn của Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk luôn. Nếu bác nào mà yêu, bác nào yêu thì cứ chốt đơn rồi gọi điện về theo số máy của em là 0834981431 nha các bác nhé. Tối phiên tối nay là ngày mùng 3 tháng 6 2020 lúc 18 19 giờ gì đấy, em không xem đồng hồ. Nên các bác mà chốt thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Đó, đây là đơn hàng đầu tiên, là cây này là người ta hay còn gọi là hải âu nha. Hải âu hoa rất là đẹp, hoa trắng nha các bác. Mà cây riêng cây này người ta hay trồng. Nếu mà trồng thì người ta toàn là trồng vào rất là nhiều cây luôn. Đó, về cho các anh chị trồng nhiều cây này. Đó, rất là nhiều cây luôn nha các bác nhá. Nên em để gom cả mớ luôn này. Đây, đúng màu đống này. Bác nào mà thích sưu tầm mặt hoa trắng thì cứ lấy đơn này. Đó, để có nhiều màu hoa nha. Đơn này là hoa màu trắng nha các bác nhá. Hoa thơm, rất là đẹp. Đó, đơn này nếu mà các bác trồng thì các bác trồng cả chùm cây nó mới đẹp nha. Chứ còn trồng một cây thì cái lá nó nhìn nó nhỏ, với lại nhìn nó ít thì nhìn cũng chẳng đẹp mấy. Nên cái cây này, đây, lá nó nhiều. Tuy lá nó nhiều nhưng mà trồng cùng một gốc cây, hoặc là các bác bỏ vào chậu thì nó mất rất là đẹp luôn. Đây, rất là nhiều cây luôn này. Em sẽ đếm cây, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây, mười một cây, mười hai cây, mười ba cây, mười bốn cây, mười lăm, mười sáu, mười bảy cây, mười bảy cây, mười tám cây, mười chín cây, hai mươi cây, hai mươi một cây, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi sáu cây nha các bác nhé. Đây, thuộc dạng 26 cây. Người ta hay gọi loại này là hải âu. Đó, hải âu rất là đẹp, hoa trắng. Bác nào mà thích sưu tầm mặt hoa trắng thì lấy đơn này nha. Đơn này có giá là 100k. Đây là hình đầu tiên. Và tiếp tục là hình thứ hai, quế tím. Quế tím thì hoa màu tím. Đó, cây cực kỳ đẹp, hoa cực kỳ thơm. Đây, một cây này, toàn cây to to nha các bác nhé. Hai cây này, cây to to đồng đều nhau chứ có cây nhỏ mấy đâu. Ba cây này, bốn cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây này, 9 cây này, 10 cây này, 11 cây này, 12 cây này, 13 cây này, 14 cây này, 15 cây này, 16 cây. Cái này em bỏ ra nó gãy ngọn nhé. Cái nào mà gãy ngọn em không tính đâu các bác nhé. Đó. 18 cây, 19, 20 cây, 21 cây, 22 cây, 23 cây, 24 cây, 25 cây, 26 cây, 27 cây, 28 cây, 29 cây, 30 cây, 31 cây này, 32 cây này, rất là nhiều luôn, 33 cây, 34 cây, 35 cây, 36, 37, 38, 39, 40, 41 cây nha các bác nhé. 41 cây, toàn cây to, rất là đẹp về cho các anh chị. Chỉ cần cắt thì rễ của nó nhìn cây, em nói thật là toàn cây thôi. Đó, giờ thì còn rễ như thế này nhìn nó không đẹp mấy. Các bác cắt tỉa rễ thì cây toàn là cây to, nhìn rất là có sức hút luôn nha. Đó, đơn này em bán cả giá 200k này. Đó, 41 cây nha, 200k thôi các bác nhé. Toàn cây to to lớn lớn không, hình số 2. Về hình số 3, bác nào yêu cây sóc hoa rất là thơm luôn. Cây sóc hoa màu tím luôn nha các bác nhé. Trắng tím, hai cây này. Đây có cây thì nó đang chuẩn bị ra hoa này. Đó, đây cái nụ của nó này. Hai cây này, ba cây này. Mùa này là mùa của hoa sóc nhé. Bốn cây này, cây nào cây đấy đều rất là mập. Năm cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây, chín cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 14 cây, 15 cây, 16 cây, 17 cây, 18 cây, 19 cây, 20 cây, 21 cây, 22 cây, 23 cây, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 cây nha các anh chị nhé. Đơn này 30 cây.
toàn là sóc hoa cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm, rất là thơm luôn. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 150k. Bắt đầu chốt hình sóc giùm em hình số 3 nhé. Vì hình số 4, hình số 4 là hoàng nhạn buôn đôn tháng 4 nha các bác nhé. Hoàng nhạn buôn đôn này, đó 4 nguyên bản, một cây này, hai cây này, ba cây này, đó và bốn cây này, bốn khúc nguyên bản nó đồng đều nhau, với lại cả chùm rời này, chùm rời là được 4 cây, tổng thể là 8 cây. Đơn này bắt đầu chốt em để giá 150k hình số 4. Rồi hình số 5 là cây trâu nguyên bản này. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này. Cái này là nó bị cháy cháy nắng thôi nha các bác nhá, chứ không phải bị thối nhũ này kia đâu nha. Đó, 4 cây này, rất là đẹp luôn. Và 5 cây này. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 230k này. 230k cho 5 khúc trâu này. Đó, bắt đầu chốt hình số 5 giùm em là 230k. Hình số 6 là cây trâu giống. Cho rồi, hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây, sáu cây này. Bảy cây, tám cây này, chín cây này, 10 cây này, 11 cây này, 12, 13 cây và 14 cây nha các anh chị nhé. Đơn giống 14 cây, bắt đầu chốt em để giá 220 thôi. 14 cây rất là nhiều về cho các anh chị sưu tầm. Đó, hàng này thì trồng rất là nhân lớn luôn, hàng giống này nha. Rất là phát triển tốt luôn, cực kỳ phát triển mạnh luôn cả. Nó là mạnh hơn cả cây to luôn đó. Hàng này rất là nhân lớn này. Hình số 6, hình số 7 nha. Hình số 7 là một gốc thân dừa, cây rất là xanh và đẹp luôn này. Đó, không bị một lỗi lá nào luôn, cây lá mít này. Đó, bản lá lá sọc chỉ rất là rõ ràng luôn. Bao chuẩn mặt hàng của buôn đơn năm vừa rồi đây, ngồng hoa của non năm vừa rồi này. Hoa này thì nó rất là ra muộn luôn nha các bác. Đây, qua Tết nó mới nở ra hoa nha. Qua Tết nó mới nở ra hoa, tại vì cây này thì các bác chơi qua Tết thôi. Nếu mà giờ thì nó già, có khi thì cây này sang năm sẽ trước Tết nữa. Đó, bắt đầu chốt cây này em để giá là 180k nha. 180k này các bác này, nguyên bản này. Hình số 7 giùm em. Giờ hình số 8 là cây rất là đẹp luôn. Đó, cây này cây lá mít này. Cây cực kỳ đẹp, lá mít nha. Lá mít chỉ thiên này. Bắt đầu chốt cây lá mít bản lá rất là to, chưa rụng cả lá gốc nào luôn. Còn cây nguyên si cái lá gốc, cây cục rễ của nó rất là to chà bá luôn này. Đó, đây. Có bên cạnh có cây nhỏ nữa nhá. Bắt đầu chốt rất là nhẹ cước cho các anh chị này. Bắt đầu chốt cây đẹp, cây cực kỳ đẹp này. Bắt đầu yêu cây này em để giá 250k thôi. Đó, 250k. Hình số 8 và hình số 9 này, cây trâu to nha, cây trâu rời to này, một cây này, hai cây này, đó, cây này lá mít rất là cứng luôn này, ba cây này và bốn cây. Bắt đầu chốt đơn này em để giá 200k này, bốn cây to này, nó bốn cây to 200k thôi nha các bác nhé. Bao chuyển mặt hàng của Bondo luôn. Đây, em sang tiếp theo hình số 10. Hình số 10 là cây hoa, hoa dài nha. Bác nào mà thích sưu tầm hoa dài này, một cây này, hai cây này, ba cây này, đó, ba cây to, hoa dài, cây hoa của nó, mặt hoa của nó thì dài nha các bác nhá. Nếu mà các bác nào muốn phân biệt lá mít với lá dài, lá xếp thì nếu mà hoa lá mít á thì cái hoa của nó bông to, hoa ngắn. Đó, nhưng mà nếu mà độ thơm thì cây nào nó cũng thơm nhá. Còn hoa lá dài á thì cây nó bông nhỏ, hoa nó dài, với lại nó được sổ hoa đột biến nha. Đó, cây này thì về sổ hoa biến đột biến thôi. Nhưng mà hoa trắng thì các bác trúng rồi. Nó về mấy cây như thế này, hầu hết người ta toàn chơi lá dài thôi. Đó, còn lá mít với lá xếp thì chỉ chơi bông to thôi các bác nhé. Bắt đầu chốt hình số 10 dùm em là 150k này, ba cây này, ba cây to luôn này. Đó. Hình số 10 và hình 11, cây rất là to luôn này. Đây, cây này thì mấy năm đời hoa của nó rồi đấy. Đó, cây cực kỳ to luôn. Cây này là 2,5 cặp lá nha các bác. Cây rất là to luôn. Về cho các anh chị treo lên này. Cây cực kỳ to luôn nha. Bắt đầu chốt cây to này em để giá là 350k này. Đây, 350k, cây cực kỳ to nha các bác nhá. 350k này. Đó, cây này là cây lá mít nhá. Cây lá mít xếp này. Đó, hoa nó ngắn này. Đó, hoa nó chỉ ngắn thôi, bông to nha các bác nhá. Bên nào chốt, đây là hình số 11 và hình số 12. Hình số 12 cây vip nữa, cây cực kỳ to luôn. Mà lá nào lá đấy đều to. Cây này 4 lá này. Đó, cái miếng này là nó chắc bị gãy thôi. Nhưng mà cây này lâu rồi, nhưng mà còn một xíu thôi.
nên người ta chắc bẻ nó bị gãy nên bẻ ra luôn. Nhưng mà được chơi bốn lá này, bốn lá không vấn đề gì đâu, cực kỳ đẹp luôn, không có vết nào mà xước xiếc này kia, toàn đẹp luôn, bản lá nào lá đấy đều to luôn các bác nhé. Cây này phải lá 4-5 cm, 4-5 cm gì đó đây, rất là to luôn. Bên cạnh nó mọc cây tóc tiên này nha các bác nhé, tóc tiên này. Bắt đầu chốt đơn này có giá là 380k, 380k cho mình hình số 12. Mình hình số 13 là cây châu mít đây, cây châu mít bản lá rất là to luôn này, cây lá cực kỳ cứng, cực kỳ đẹp đó, nguyên bản cây lá mít trụt, cây lá mít ngắn, cây cực kỳ dày và cực kỳ to, hoa nó sẽ to nha các bác, hoa nó bông rất là to luôn này, bông to bông ngắn. Bắt đầu chốt cây này em để giá 200k, 200k nha cho một hình ngắn lá mít. Đây là hình số 13, hình số 14, hình số 14 là cây to hơn này. Đó, cây to hơn nha các bác, cây lá mít tiếp theo nha. Đó, cây lá mít được 4 lá, cây to, cây cực kỳ đẹp, lá nào lá đấy đều đủ nhá. Bác nào chốt cây này em để giá 230k này. 230k cây to như thế này nha các bác nhá. Hình 14 và hình 15 em có một cây châu mít đồng xu này. Đó, lá rất là tròn và đẹp luôn. Bác nào yêu cây này em để giá là 200k. 200k cho một châu mít xu nha. Và hình số 15. À, hình số 16 nhá. Xin lỗi các bác, đây là 15 nhá. Còn đây là 16 này. 16 là đơn nhạn nhá. Một cây này, hai cây này, nhạn lớn luôn đó. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây. Sáu cây đơn này em để giá có 300k thôi này. 6 cây hoàng nhạn cực kỳ đẹp có giá là 300k. Bắt đầu chốt hình hoàng nhạn tháng 4 nha. Đó, có giá là 300k. Đơn này thì chưa thấy mặt hoa của nó, chưa thấy cây nào có hoa nha các bác. Đúng một cây này đang ra nụ, nhưng mà nụ của nó bị, nói chung là tết là nhè rồi. Đây, còn lại thì đơn này chưa thấy nụ của nó đâu. Bắt đầu chốt đơn này 300k, quá rẻ luôn. Các bác vào shop khác đơn này ít ra không phải 350 hoặc là 380. Đó là hết giá, đơn này em bán có 300k thôi. Quá rẻ luôn nhá. Đây là hình số 16. Hình số 17 em có một cây quế tím. Đây, lá nó sọc nha các bác nhá. Lá nó sọc này. Đó, sọc rõ. Sọc lá ngọn thôi nha. Đây, sọc lá ngọn thôi này. Đó, bên lá này, bên lá kia là sọc hết nha. Đây, lá sọc nha các bác nhá. Lá sọc này. Bắt đầu yêu cây này em để giá là 400k nhá. 400k này. Nếu mà nó mà sọc hết thì giá nó khác, này sọc lá ngọn thôi. Đây nhìn rất là rõ. Quế tím nha. Bắt đầu chốt đây này em để giá 400k thôi. Đó, phiên tối nay em có một số mặt hàng đấy. Các anh chị nào mà chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0834981431 nha các anh chị nhé. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn đăng ký kênh của em nha. Em chào tất cả các bác.